SUV chủ tịch Ford Explorer chạy 7 năm, giao bán chỉ 800 triệu đồng ở Hà Nội. Sau 7 năm sử dụng, chiếc SUV cỡ lớn Ford Explorer Limited 2.3 lít sản xuất 2017 đang được một chủ nhân tại Hà Nội giao bán chưa chỉ khoảng 800 triệu đồng trên sàn xe cũ. Ford Explorer SUV cỡ lớn được xếp vào hạng sang trọng, xe chính thức được Ford Việt Nam giới thiệu tại triển lãm Việt Nam Motor Show 2016. Ở thời điểm mới ra mắt, Ford Explorer được phân phối theo hình thức nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ. Ford Explorer là một trong những con gà đẻ trứng vàng của thương hiệu Ford, khi đã gặt hái đầy ắp danh hiệu và cũng là mẫu SUV bán chạy nhất thị trường Bắc Mỹ trong suốt 25 năm liên tiếp. Mới đây, trên sàn xe cũ Hà Nội xuất hiện một chiếc Ford Explorer đời 2017 giao bán, với mức odo khoảng 80.000 km. Về ngoại hình, Ford Explorer 2017 nổi bật với thiết kế thể thao đậm chất Mỹ, mang đến vẻ ngoài bề thế và mạnh mẽ. Xe có kích thước tổng thể 5037mm x 2005mm x 1813mm, chiều dài cơ sở 2866mm, kết hợp với mâm đúc hợp kim nhôm 10 chấu 20 in, tạo nên sự vững chãi và khí động học. Phần đầu xe gây ấn tượng với hốc hút gió 3D, hệ thống đèn LED hiện đại cùng đèn sương mù hình chữ C, tạo nên vẻ ngoài mạnh mẽ và cuốn hút. Phần đuôi xe với hệ thống ống xả đôi, cánh gió thể thao và cụm đèn hậu tinh tế. Explorer 2017 được trang bị cặp ống xả đối xứng hai bên, viền mạ chrome sáng bóng. Bên trong nội thất bằng da sang trọng, đi kèm với các trang thiết bị tiện nghi cao cấp. Hai ốp cửa phía trước tích hợp đường viền nẹp chrome thiết kế tạo góc giở nối tiếp với bảng táp lô. Explorer có khu vực điều khiển trung tâm hiện đại, dễ sử dụng với hệ thống điều hòa tự động hai vùng khí hậu. Trên bảng táp lô của xe là một màn hình cảm ứng 8, kết hợp công nghệ sinh 3 giao diện mới. Vô lăng điều chỉnh điện theo 4 hướng, ghế lái và ghế bên bọc da mềm tích hợp tính năng massage, điều khiển điện 8 hướng giúp người lái lựa chọn vị trí ngồi thoải mái nhất. Hàng ghế thứ hai thiết kế rộng rãi thoải mái, được trang bị nhiều tiện nghi cao cấp và sang trọng như hai màn hình DVD kèm tai nghe không dây, điều chỉnh hệ thống điều hòa, cổng kết nối USB, ổ nguồn điện xoay chiều AC 230V và 150W, thích hợp khi cần nạp điện thoại và sử dụng laptop. Về công nghệ, mẫu xe được đánh giá dẫn đầu phân khúc với hàng loạt tính năng như camera trước 180 độ, đi kèm hệ thống rửa camera tự động, công nghệ hỗ trợ đỗ xe và cảnh báo phương tiện cắt ngang. Ngoài ra còn có cổng sạc thông minh đặt tại hai vị trí trước và sau khá tiện dụng. Một số tính năng tiêu chuẩn trên bản Explorer này còn có kiểm soát góc cua, hỗ trợ đổ đèo, hỗ trợ chống lật xe hay cảnh báo điểm mù. Đặc biệt, xe Ford Explorer 2017 được trang bị hệ thống 10 túi khí, kết hợp các thanh thép chịu lực dọc cánh cửa xe giúp bảo vệ tốt nhất cho hành khách. Khoang hành lý Explorer đạt thể tích 596 lít. Ford Explorer 2017 cũng có không gian chứa đồ rộng rãi, với khoang hành lý lên tới 2.314 lít khi gập cả hai hàng ghế sau. Về hiệu suất, mẫu xe được trang bị động cơ EcoBoost 2.3 lít, hộp số tự động 6 cấp Selective và hệ dẫn động 2 cầu, cho công suất 273 mã lực và mô men xoắn cực đại 420 Nm, đảm bảo khả năng vận hành mạnh mẽ trên mọi địa hình. Khi mới ra mắt thị trường Việt Nam, mức giá xe Ford Explorer 2017 khá đắt đỏ lên tới 2,18 tỷ đồng. Chiếc Explorer đời 2017 cũ trong clip này hiện đang được giao bán với mức giá khoảng 800 triệu đồng. Như vậy, sau 7 năm lăn bánh, Ford Explorer 2017 khấu hao hơn 1 tỷ đồng và được xem là mẫu SUV cỡ lớn đáng mua lại.